Người thích một mình thì thế nào? 1. Thức rất khuya. 2. Rất ghét bị làm phiền khi đang suy nghĩ. 3. Không nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện. 4. Không muốn giao tiếp với cả thế giới nhưng vẫn online trên mạng. 5. Đi ăn, cà phê, mua sắm một mình là chuyện rất bình thường. 6. Cuối tuần chỉ ở nhà hoặc trốn đâu đó một mình. 7. Ngại gặp gỡ mọi người, không chỉ riêng người lạ. 8. Không bao giờ muốn trở thành người nổi bật trong bữa tiệc. 9. Thích nhắn tin hơn là gọi điện, thường xuyên cố tình không bắt máy. 10. Luôn phải đấu tranh trước khi nhận lời đi chơi. 11. Luôn tưởng tượng về cuộc trò chuyện trước khi gặp ai đó. 12. Những cuộc hội thoại diễn ra trong đầu nhiều hơn cả thực tế. 13. Không thích làm việc nhóm vì muốn độc lập. 14. Thực sự không thoải mái khi phải ở chung phòng với ai đó. 15. Có thể nghe ai đó tâm sự nhưng không chủ động chia sẻ chuyện của mình. 16. Mọi người luôn nhắc nhở bạn rằng, cởi mở lên đi. 17. Luôn thích quan sát và phân tích mọi thứ, mọi người xung quanh mình. 18. Luôn tin vào trực giác của mình. 19. Chỉ có một từ để miêu tả chính xác về bạn, đó là độc lập.